Cả nhà ơi, đây là bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, trưởng khoa nha và phẫu thuật hàm mặt bệnh viện FV nè, là một bác sĩ chuyên thực hiện những ca phải nói là rất là khó về răng hàm mặt. Kể cho cả nhà nghe một câu chuyện để thấy được tay nghề của bác sĩ giỏi cỡ nào nha. Có một thiếu niên 16 tuổi người Pháp bị tai nạn gãy cả hai bên lồi cầu của xương hàm dưới, di lệch vào trong kèm trật khớp thái dương hàm hai bên, có nguy cơ gây biến chứng khít hàm cứng khớp đó. Theo bác Tùng, đây là ca vỡ xương hàm nghiêm trọng, buộc phải phẫu thuật, nếu không sẽ để lại nhiều di chứng liên quan đến chức năng vận động hàm, ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt nữa đó. Với kinh nghiệm của mình, bác Tùng và ekip đã đề ra phương pháp phẫu thuật phù hợp cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân không mất quá nhiều máu, vùng phẫu thuật không cần đặt ống dẫn lưu, bệnh nhân đáp ứng tốt và không gặp biến chứng gì, kể cả dấu hiệu liệt mặt tạm thời sau mổ cũng không luôn. Đến tối cùng ngày là bệnh nhân đã tỉnh táo và được gặp gia đình rồi. Khi được tái khám vào hôm sau, vết mổ của bệnh nhân tốt, sưng ít, tuyệt vời chưa?